Thủ hỷ sao nói ơi? Động động phòng được á. Động phòng là bóng đầu động phòng sao đó, vợ ta 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 hỏi. À, 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 Nè, thấy em giỡn nè, vui không? Giỡn gì mà vui vậy? Cho cười được ta. Giỡn kiểu kia kìa mới vui. Chú kia là chỗ nào hả? Chọc lát đi, chơi chọc lát. Chơi chọc lát á. Chọc lát hả? Đứa tới giỡn cười của ta bụng nè. Chọc lát là sao em? Em biết chọc lát không? Biết không? Em biết chọc lát không? Thôi là không biết rồi. Đó, đó, đó. Kiểu gì á? Kiểu gì đâu? Chọc lát, chọc lát, trời. Nhưng mà mình giọt cho nó vòng vòng ở ngoài, nghe giọt như là mình vô trong kia ngồi cũng dạ. Thấy là hạnh phúc quá tụi người ơi. Ừ, hạnh phúc không? Hạnh phúc quá à. Em, cái trắng vợ, em có mở dao quá à, em được. Giao cho anh. Chứ. Chú. Thôi, đứng bớt phải ra đi. Dăm vô cười cho. Đúng, trời trời rồi, khó dữ ta. Nó có vợ ra rồi mà. Đứng ngồi đêm nha, cứ cười được nha. Bớp da hơn à, được rồi. Bỏ nó luôn. Bỏ luôn. Hai chồng làm gì mà tình tứ vậy hả? Con Lệ qua đây ngồi đi. Qua đây nè. Ngồi tâm sự với con Lệ luôn. Ừ, ngồi từ qua đây cô. Cô qua đây phải tâm sự cho hết luôn. Tâm sự cho hết luôn coi. Ừ. Hỏi coi hai đứa cưới nhau rồi tính làm ăn cái gì? Cô Lệ hỏi cô Lệ coi biết. Bà con hỏi hai đứa cưới nhau làm gì được rồi. Bà con hỏi bà. Hai đứa cưới nhau làm gì được rồi. Ờ, làm gì ăn? Ờ. Làm gì mà có em bé nè. Ờ, biết con Hỷ không đó. Thủ hỷ sao nói ơi? Động động phòng được á. Động phòng là bóng đầu động phòng sao đó, vợ ta 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 hỏi kìa. Động phòng là sao nói từ đầu được coi. Đi lên, đi lên. Kìa, vợ hỏi coi thủ hỷ sao kể nghe. Là thủ hỷ sao thôi. Thôi âm ở kia nào mà âm mà cưới anh vừa. Sao mà anh một cưới anh về là anh về muốn bán được da, em mình là muốn bán được da, muốn bán được chai phải không? Còn em là đứng bán tiếp mặt anh thì bưng. Ừ. Tô còn quá. Tôi ô tao có là to rồi tôi cấm còn. Phân ra phối rồi hết rồi đó. Dạ. Đâu. Đúng rồi. Bây giờ gì nè, sẵn có cô lại hâm mộ hai cưng nè ở Cần Thơ lên nè. Bây giờ nếu mà hai đứa thành đôi với nhau thì bây giờ tính mua bán gì đặng cô biết nói cô đây, giúp nè. Nói đi, hỗ trợ được gì đâu, hỗ trợ nè. Nói đi, tới em nói đó. Không, lộn nói đi. Lộn nói, nói đi. Bán hồi trước cho anh. Trời. Còn tương đứng bán, cho con đi viêm tao. Còn em, mà em có vụ là trước vụ thôi. Mà em bán cà phê là em biết bưng cà phê không? Biết không, chứ dễ rồi. Em biết la bàn không? Dở luôn mà, biết là bạn biết bước ngày luôn à, biết là đạo không? Biết tông cơm không? Rồi biết làm được, biết làm được ăn không? Rồi hỏi lại coi cô làm gì mà giờ ra hỏi bên kia biết làm gì không? Giờ hỏi chơi cô ta luôn kìa. Rồi cô làm biết làm gì? Cô Lượm rồi... Không, ngủ ăn. Hả? Không, ngủ mà không ngủ. Ngủ hả? Đi chơi, ăn rồi làm, chứ ngủ cái gì? Kìa, hỏi cô Lệ gì kìa? Tại diễn cô Lệ. Trời ơi, chừng nào à, tới đám là phải cho cô hay nha. Dạ. Lộn hóa cho cô Lệ hay lên làm MC, làm đám cưới đó nha. Thôi đến chăm sóc rồi mọi người, thôi đến bục vụ qua lại mọi người. Bục vụ qua lại hả? Hai đứa có làm đám cưới đi, cô lại đi cho dàn 9 số 4. Đúng rồi đó. Dạ trời. Dạ rồi. Dạ đúng rồi. Bữa nay cô người cho có 4 số 9 nè. Cô cho tới 9 số 4 rồi nha. Chứ cho bấm mình là nó nhiều gấp mấy lần vậy đó. Được đó. Đúng rồi. Bây giờ anh hỏi là cô dựng ở anh thắm được bông đều qua cho em nè. Em chịu được bông chịu được không? Mấy điều cũng chịu được cho em ha. Bây giờ không biết tiền đâu ra mà để thắm được bông cho tôi nữa nè. Có tiền không? Bây giờ có thủ tiền gì chưa? Chưa có đủ đồng bạc nào nữa. Hỏi chút trai. Không có tiền mà đòi cứ vợ. Anh làm đã không? Thấy làm đã không? Phải rồi. Làm đã không phải rồi. Làm sao mà ra thằng cu làm con là nói là kể rồi. Ủa nghe không? Kể coi tính làm sao. Tính làm sao ra thằng cu làm con, thành con, nguyện con gì đó. Kể rồi. Là hung mặt. Hung mặt. Là mua sữa cho con uống. Vậy giờ hung mặt. Lúc đó chưa có con mà. Chưa có con mà. Quên mua sữa cho vợ uống chứ. Được, còn gì nữa? Vợ uống vợ mới có con được. Sao mà để con ra chồng vậy? Chỉ làm vậy thôi có con đó hả? Dạ.
không có gì hết trơn hả? Trời mới có con cô lộn. Trời cô lộn con. Trời biết rồi nè trời. Chú uống sữa thôi là có con rồi hả? Em muốn đặt tên cho mà em chỉ từ anh tới em phút đặt tên cho mà anh chị. Chọn hả? Đặt tên đừng có nói chữ nữa. Ủa? Ra đặt cái tên là anh. Kìa cô lại buồn kiểm nó hỏi chuyện với cô lại đi. Dạ hả? À cô lại không vợ tại đứa con vợ con nó buồn lắm nó coi lại. Ừ. Vậy hả? Không có con qua đó thấy không? Nó phở nó còn ngắn trong cái bạn danh sáu nó buồn. Ờ bố con thấy rồi nè. Mai mốt mình nhắn tin nữa nghe. Dạ có vợ à tụi nó quên với mình sáu. Lại thấy nó khóc luôn đó. Bá hồng hả? Đó người ta thấy là mình khóc rồi đó. Người ta nói mình tâm hầm mộ lắm á. Nhắn tin nữa nha. Dạ, có vợ rồi, không có đứa nào thương đứa đó thôi. Có vợ mà có đứa nào thương đứa đó. Có vợ mới thích tên là thương tin. Bây giờ đang ngồi với Tiên là thương Tiên. Đúng rồi. Rồi ngày mai ngồi với đứa khác là thương đứa khác. Cái gì vậy mà ơi? Gì vậy mà ơi? Ngày mai ngồi với con Thi, con bà Đen, 10 đứa con, bà ảnh là thương Thi. Thương không? Không, không có thương Khai đâu, thương Bình Tiên rồi. Đẹp. Đi đợi Khai đợi đi, chừng nào đứa tuổi thì tập luôn. Bập là bập sao có được. Ủ hỉ. Ủ hỉ mà không biết ủ hỉ mới ghê. Ủ hỉ là sao? Hỏi ăn tiền hỏi cô làm biết cô hỉ không ơi. Hỏi rồi. Hỏi nữa. Hỏi hoài luôn, hỏi cho lời. Bây giờ em nói lớn được không? Nói lỡ thằng bạn ơi. Biết ủ hỉ không? Biết. Hỏi sao? Ủ hỉ sao nói. Phải là mình dựa vô mình không đâu. Dựa vô sao thí nghiệm cho xuyên xương dựa vô hung dựa muốn mà hung sao? Cái thiệt tình đây bữa nay không có ông bày vợ đây nè, cái thiệt tình đây có cô nè, cô đại diện kìa. Có gì không biết cô chỉ cho. Ờ. À con bây giờ con chỉ cho con cách nào coi chúng tôi ưng không? Yếu rồi. Dạ. Chỉ cách ông hỉ á. Chỉ cách nào có con. Ông hỉ phải không? Ừ. Dạ. Ông hỉ con biết chưa? Dạ chắc các bạn không biết lắm. Chắc cái này chưa biết hả? Chắc cái này chưa biết phải không? Hỏi con chú Nguyễn rồi đấy, chú Nguyễn rồi chỉ đây. Hôm nào qua bái ông Tùng bên kia làm sư phụ 10 đứa con đó. Ba mấy tuổi 10 đứa con đó. Vô chạy. Vậy luôn phải không? Ừ. À nhưng mà ở mà bớt đơn chừng nào mới đủ tuổi vậy phải không? Thì qua Tết là đủ tuổi. Qua Tết hả? Qua Tết rồi thay phim đầu. Sáp vô qua tới. À anh má ơi, chú má ơi. Dạ bây giờ chuyện là thảo với em giỡn cái này vui lắm anh ạ. Giỡn gì? Đâu? Đâu giỡn sao? Nó trời giỡn gì đâu dưới đó hả? Sao em? Tụi em đó em. Gì? Đầm mẹ hơn em. Không đầm mẹ luôn nha em. Đó thấy hai đứa cưới nhau về cứ giỡn lời chuyện lại. Giỡn như vậy đó. Giỡn đâu dưới đó có thấy gì đâu. Thấy dầm dầm không? Dầm dầm không? Dầm trên mà tao dầm dưới đâu trời. Dầm mà dầm dưới đó thấy không? Thôi. Thôi. Bây giờ hồi nãy em tâm sự với anh đó. Mà nó em tâm sự với anh á là em thấy cảm động sao thôi. Đâu trả lời. Cảm động sao hỏi anh kỹ gì sao biết được. Hồi nãy em tâm sự với anh á là em thấy cảm động của anh sao. Cảm xúc hay là cảm động? Cái cảm giác của anh như thế nào? Thấy cảm giác của anh như thế nào chứ. Cảm giác của em á. Thấy cảm giác của anh như thế nào? Không hiểu hả? Không hiểu. Nói anh hiểu ý là nãy giờ cô lệnh nói á, nãy giờ là đang ngồi tâm sự với bé Tiên. Ờ, thấy cảm giác của bé Tiên như thế nào á. À, à là gì đó. Cảm giác như thế nào á. Không còn không được. Vui hả? Em vui thì làm cũng vui đó. Ừ. Lụm nhiều méo hoài tự. Hành đôi bữa sau qua Tết là hai đứa mình đủ tuổi hành đôi là được không? Là lụm đúng không? Lụm đôi mà chưa có biết gì hết trơn mà chưa có biết làm ra cô lộn con mà rồi hành đôi hoài. Hủ hỉ hoài. Hủ hỉ là hủ hỉ sao? Hủ hỉ là sao? Nói ra coi đặng... Đi đăng phải biết hủ hỉ rồi. Đặng có gì khán giả anh ta chỉ. Chứ chưa vô phòng á. Rồi sao? Mà mất đi vô phòng mình đừng có đặt được, đừng có vô phòng đặt được. Vô phòng bình thường á. Rồi sao? Nhưng mà đặt cái camera không? Có khỏi đi. Quay lại bằng chứng thấy mắc cỡ lắm mà. Lúc đó làm gì mà mắc cỡ? Ê, chứng tệ với bà vợ thấy mắc cỡ. Mà lúc đó làm gì mà mắc cỡ? Làm gì? Hủ hỉ với đồng phòng. Hủ hỉ đồng phòng mà làm gì mới được? Làm gì mới được? Mắc cỡ. Sao bữa đó qua nhà anh ngủ đáy mụn mắc cỡ? Ẩm bảo ơi, đứa con. Báo là tên cha của bé Tiên tên Báo đó, kêu Báo Báo hoài. Cha phải tiền tình báo đó. Dạ. Ừ. Sao kêu tên cha coi đâu vậy? Tiên mới nói rồi, đó là tên của ba em. Đặng cho cô lợm mơ mốt kêu mẹ ra. Ờ, mơ mốt có kêu bố cha. Mà thấy bằng trao cái em trắng trở như thế nào không? Ừ. Còn mà trao em đơn khùi rồi. Nè, bằng tao biết coi bói không?
chúng ta phải thả lưới cá bớt này. Nó bằng chai có thể có sợi chỉ luồn đó. Trời ơi. Mà biết coi vợ mà không biết coi bớt. Thì khi nó bị tại cô gái mà phải giảm được. Có cái tại cặp giá mà không có tại gì chứ. Có tại cưới vợ mà. Mà ơi, bé Nguyên lấy chồng rồi hả? Bởi vì lại qua nghe mẹ nói nha, giờ bữa nữa hết bữa tính lý lắm. Cưới rồi nghe không? Không cưới vợ chứ, bây giờ nó đưa dâu rồi, nó bảo con rồi. Cho nên cũng quan rồi, tôi cũng trốn nè. Trốn ngủ chung đồn mấy người ta luôn. Giờ Tiên dặn kìa, nhắc tới bé Nguyên mà Tiên dặn kìa, 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 mặt buồn kìa, đó, đó. Ngồi ngồi với Tiên mà nói chuyện với Nguyên. Nói chuyện với Tiên hả? Ừ. Mình có vợ mà phải nói chuyện với vợ hả? Ừ. Tập trung vô. Ừ. Tập trung vô đi. Đúng rồi đó. Bây giờ có mẹ Tiên nói với mẹ Tiên. Ừ. Không có bỏ mẹ Tiên hả? Nói với mấy đứa kia. Dạ. 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 Trăm vô. Không bỏ thì sắp vô. Trăm vô. Đâu đâu đâu. Đó nhủi anh nhủi anh nhủi anh nhủi nè. Nhủi. Tôi có nói tục nha. Thôi. Buông bán tốt. Tư vậy. Có nói mày bậy đó. Ơ bậy. Kìa Tiên la kìa, Tiên dòm kìa. À, tôi làm đừng ở trong rồi. Thấy thấy hai đứa giỡn vui không? Không vô không mày. Cái này còn đáy quần nữa không làm? Chết luôn rồi. Cái này còn đáy quần nữa không? Khán giả hỏi kìa, khán giả nhắn tin hỏi anh nè. Chừng nào hết đáy quần mới cưới vợ được đó ha. Chuyện nào? Bắt đáy thì tự đi đáy chứ. Sau đó ngủ nhà anh đáy quần lắm nha. Hước chiếu lắm đó nha. Mưa giọt đó. Mưa giọt với bụng có má cũng biết. Biết mưa giọt bụng không? Mưa giọt với bụng. Bụng ai? Bụng em. Bụng ai? Giờ bụng à, em. Em cho anh thả lên hồi cháu lên ngủ. Mưa có giọt. Mưa nó có giọt. Cảm thở mà. Cảm thở mà. Cái nhà em mưa quá thì giọt kìa. Có giọt anh thở nè. Mưa có mưa hả? Có. Ngày nào cũng mưa đó. Mưa tầm đó luôn. À luôn. Trời chấm chết luôn mà. Không không. Không rồi. Bữa đó em ngủ á. Mà bữa đó mưa em ngủ nó có đám mây luôn. À đám mây nó lạnh đó. Em ngủ mà em ngủ em cũng dung hết bụng nọ luôn. Hôm qua em chút hai muỗng hút luôn. Trời. Chút gì mà đau quá đau mình cần. Giờ tôi vừa tôi nằm vô tấp mà tôi nằm luôn. Giữa mình không dám giữa mình nó lạnh quá lạnh rung luôn. Da tấp tấp mình ngửa cái mọc mắt. Nó mắt mà. Nó. Đó một hai tiếng đồng hồ thôi. Đợi mở trong mồm hút vậy vô mồm ngủ luôn. Chắc đưa tới tóc đàn hết con này vô mồm ngủ. Chừng nào có anh này em mới dọn bụng được không anh này sao mới dọn bụng em được. Phải không? Cái gì trời. Phải không? À tới rồi. Vậy là chừng nào mà ngày em đỡ này chừng nào mới cho dạp được tới chừng nào em mới cho dạp chừng nào hỏi là bằng lòng đi em anh về quê rút má lên liền đó ca bài đó coi chừng nào đám cưới mới cứ cắt gặp coi ca bài gì nữa hả bằng lòng đi em anh về mời rút má lên liền ngày mai đám cưới rút vô bằng xe bắt chó ba má con chó con chó ngồi trên ba má ngồi trên giường ngồi xe hai anh với em ở dưới ghế đùi. Con chó ngồi đâu? Con chó ngồi chỗ giữa. Con chó ngồi chỗ lá hai với mình. Con chó là tại sớm. Không biết nói chuyện tới chỗ đó lắm mà. Rồi, chó xuống sao? Vui ha, mình làm vui ha. Chưa có vợ mà vui vậy rồi. Tới nữa có vợ, vợ. Có vợ là hết vui luôn. Có vợ từ hoài luôn ha. Dạ, nữa mà hồi đứa thành ra giờ có là đám cưới luôn em. Chứ này là mấy anh ra chơi gạp cho em luôn hay gì nữa mà. Ừ, chơi luôn. Tôi chơi hả? Ừ, đi chơi gạp rồi nè. Có chân sáu không? Có luôn. Rồi giữa chén giùm em luôn. Mới Lê Thanh tôi làm chơi luôn hay gì? Ừ. Lê Thanh giờ có lại giờ Ngọc Hoa luôn. Bốn bốn người thôi. Qua làm chơi luôn. MC bốn người MC luôn. Bốn người MC. Rồi ca sĩ nữa ngay. MC Minh Ký nè. Rồi. Giờ Phương Linh Nguyễn nè. Muốn qua hết luôn. Muốn hết luôn. Qua tất cả là còn MC Minh Ký nữa. Qua chơi luôn. Giới thiệu ca sĩ nào ca sĩ đó lên đó. Ban đêm đợi cháu ban ngày rước dâu nha. Ban đêm đợi cháu ban ngày rước dâu. À. Là không cho ai người dân à. Rước dâu. Chứ để cháu rước dâu rồi mà. Rồi cứ vợ xong rồi cho mấy anh YouTube đồng phòng trước nha. Rồi rồi. Trời ơi. Rước dâu. Tỉnh ngủ. Anh tí nói gì đó rồi có chịu không? Rước dâu dài đồng phòng trước. Đó. Dạ, chắc là em và anh làm phòng trước luôn á. Chắc hỏi cho mấy anh đồ tốt động phòng trước hả? Động phòng trước không biết làm gì đâu, không biết làm cái có làm con đâu mà làm. Thì động phòng hả? Chỉ cho. Được có lợi chữ rồi đúng không? Ừ, cô lợi chỉ. Vậy là tin
Kinh tin cô Lệ rồi. Là mấy em YouTube hả? Ừ, tin dạ. Cô Lệ. Cô Lệ chỉ là chắc ăn cái lộn. Dạ. Rồi mấy ông này kỳ ghê lắm. Cô Lộn hay lắm à. Cô Lộn biết ai có kinh nghiệm hết trơn ha. Sư phụ quá, sư phụ đi Lộn. Anh chú lục tóc kỹ ghê lắm. Bây giờ có dầu mới rồi đó nữa. Nó có dầu mới rồi nữa. Đây là dầu mới của mẹ. Rồi mấy đứa kia là dầu cũ hả? À biết đâu. Được không? Được mai với Quyên rồi, bây giờ nó đâu hết rồi. Bàn giao cho. Đưa ta cho. La xin xong mời. Chắp vô. Buộc luôn. Bàn giao hết trơn hả vợ con, bàn giao hết trơn hả? Ờ. Nào mà vô phước hả? Ê, sạp vô. Bây giờ bữa đó bây giờ mời anh đó. Bây giờ mời anh thử cưới rồi, bây giờ anh chịu không đi? Chịu không anh? Chịu phải có chịu giả vậy? Nó. Bây giờ hỏi thật luôn đó, bữa nay chịu thiệt là chịu giả, hỏi đi. Chịu phải chịu giả. Chịu thật luôn rồi đó, người mà em khỏi cưới rồi, bây giờ nó chịu rồi kìa. Ai hỏi cưới? Mà em. Rồi, vậy mà em chuẩn bị vàng hết chưa? Chưa có chuẩn bị vàng, mới có chuẩn bị tiền rồi. Mới chuẩn bị tiền hả? Được nhiêu rồi? Được 200 mốt. Được 201 rồi. 201 triệu ngàn á hả? 201 trăm triệu. 201 triệu rồi ta. Giữ ta. Đám lớn luôn à. Đám lớn luôn đó. Bình định luôn á. À, còn vợ ngủ với vợ, mà còn vợ có làm tắm mặt cho vợ thì. Đâu có, em phải trèo còn lên. Vợ bệnh thì ra cho vợ. Ngủ á là vợ lạnh là mình mới trèo lên. Chưa mệt. Đè nó hết lạnh. Ờ đè nó hết lạnh. Lạnh ra đó. Mà này là. Dạ, cô lại chỉ kìa. Mà chứ ai à. Đè không mệt, chết không mệt. Đúng rồi. Vợ người ta sao dám đè trời. Mà sáng à. Vợ mình mà. Vậy hả? Vợ mình mình được quyền. Dạ. Ừ. Sáng ngủ dậy không? Rồi leo lên đè. Hỏi lạnh không? Hỏi lạnh không? Nó lạnh là đè. Ừ. Dạ. Ừ, nhớ em. Hỏi em lạnh không? Anh em bây giờ trước tiên là anh ngủ á, em có lạnh thì anh nói cho anh. Để em đè. Ờ đúng rồi. Anh làm mưa. Lạnh đó thì thử đỡ. Lạnh đó thì đè là nó hết. Ờ, có lạnh. Bây giờ anh hai con với chị hai con bây giờ chữa bớt tiền rồi đó. Ừ. Bởi vì là gia đình thì chịu hết trơn rồi đó. Ừ, được rồi đó. Ngươi mà chưa tao đỡ là chuẩn bị lên. Mua, để về bản là mua 2 chú đại bông. Ừ. Chứ chú nãy chú là học trò. Ừ. Đừng cần sao anh cho chú Mượn có giúp vào đây đó. Là giật bớt tiền. Ừ. Bớt hầm rồi đó em, bữa nào em có gà. Đưa cho lỗ tay mình, bỏ lỗ tay mình bỏ mình. Đâu lỗ tay đâu, lỗ tay có gì rồi, chưa có đại bông hả? Chưa có đại bông. Chú nãy lập ra giúp cho lại. Vậy sao? Chừng đó mà chú nãy mới luôn thôi. À, lấy chiếc nhẫn lên cho đi. Ừ. Trời. Nhẫn ở đây sao vừa. Anh nói chơi đó em. Nãy giờ nó chơi không hả? Anh bán là nó thiệt mà. Anh bán kèo mau đó. Anh chuyện như là tấm trắng vậy đó. Cái này ta dùng hồn gì. Nắm tay anh Tiên có cảm giác gì không Lâm? Dạ kìa chú Thành. Nắm tay với Tiên có cảm giác gì không? Mà chú Thành Thảo được cảm giác. Không, hỏi con kìa. Nắm tay với Tiên có cảm giác gì không? Có cảm giác cũng thấy đỡ nó cũng vui rồi. Vui đấy nha. Tăng tăng gì không? Lát giờ bạn cái gì? Có tăng tăng gì không? Không. Trong mình nó có tăng tăng gì không? Có nổi da gà gì không? Có sợ nó sốc gáy rồi đó. Mà trong mình cũng có một cái là thở rồi. Bữa đó bữa đêm qua không bệnh mà có là thở rồi. Nắm tay phải vậy thôi, nó có cảm giác gì chẳng hả? Tim có đập thình thịch hả? Tim có đập không? Không. Không luôn. Đi ra. Đi đi bóng đập rồi rồi. Rồi. Dạ. Mặt có đỏ không? Mặt có đỏ không? Hả? Mặt có đỏ không? Mặt có đỏ mà bình thường. Bình thường hả? Ừ. Nhìn nắm quen rồi. Trời. Gì làm gì vậy? Thử hả? Thử. Thân vợ dữ ha. Thử. Thân vợ mà làm chồng mà. Chúng ta phải làm cha thôi trời. Mà mình có vợ mà chừng nào con vợ la vợ mới kêu cứu xuống liền ừ. Ừ. Đúng rồi vợ thiệt vợ kêu chồng giả thưa bà con đi tủ hay cái đó ông bà người kia người đã có câu đó con sao nói sao con bà nói sao đi nấu cơm nấu răng vợ ấp giật đầu chân ngon nấu cơm nấu với ruột bầu ừ. Nó tên nói với giật đầu chồng khen vợ ướp lên đầu khen vợ chồng khen vợ ướp
trầm chân và ấp. Rồi mấy thằng con cu lợm ăn cái gì? Dạt đầu kem ngon. Dạt đầu sơn ngon mà mấy con cu lợm ăn cái gì? Viên tội cho mấy đứa con. Cu lợm con ăn cái gì? Nè, viên tội cho mấy đứa con. Viên tội cho mấy đứa con, cho cha mẹ ấp con ăn cái gì? Con ăn cái gì? Ờ à, đó, cho chồng chữ trợ cho mấy đứa con, cho cha mẹ ép con ăn cái gì? Cha mẹ ăn hết rồi con ăn cái gì? Thấy là làm hoa thay em đi. Vậy là nãy đầu nó rút gọn là hết ta. Bữa bụng quá mới đang vui rồi em. Giống như tình cha con rút đầu. Chữ trợ, ta để chồng cha con chữ trợ. Cười bữa đầu bụng luôn. Phải làm mất cả cái nó nhủi nhủi đầu vô. Tại là nhủi không à. Em à nan ơi. Nan. Nan nan ơi. Em duyên tôi em cười chết hả? Em duyên tôi em cười chết hả? Cười chết. Cười quá mấy mô. Cười muốn ta bụng hả? Cười muốn nghỉ ở quần luôn. Cái gì? Đứng lên coi dưới. Đâu mà trời. Tôi ướt không? Con mà em. Bữa này cái anh qua đây cái không có ông bà vợ cái đầu gan gà mọc đuôi tôm nha. À. Anh ôm đập cổ lắm tay. Cổ này chắc lượng vô buồn quá, vô mồm vô quá. Dở gì giống vô mà cứ sao vô. Đầu ra. Ở tù. Ở tù. Kêu đủ trưởng được cái làm bữa trên. Ừ, đúng rồi. 17 mình chết ở trận của bà đó. Chắc hai chục với 18 mới được. Mình vô mình ngủ thôi, mình để gói chặn ở giữa. Dạ. Ừ. À, em giáo được rồi. Ừ. Chừng nào cứ tôi giỡn em tiếng. Ai có hỏi á, ví dụ ai có nói vô tù á, thì nói gì nè. Nói con vô con ngủ. Con thức á, con mới ở tù. Chưa chân. Trời trời, dính nếp. Ai nói gì thì làm gì ta không có nói. Trời dính nếp. Dạ. Nói như vậy là người ta không có cãi được, nói như vậy con ngủ con không ở tù, mà con thức con mới ở tù. Đúng rồi. Ừ, nói vậy là người ta không có cãi được. Dạ. À mày, bây giờ mới nghe, bây giờ mà anh hỏi cái kìa Phan Hâm Mộ nữa kìa cô Lâm ơi. Cô Lâm, Phan Hâm Mộ nữa kìa cô Lâm. Phan Hâm Mộ kìa. Ừ, chào ấy, chào chị ấy. Chào chị. Chị phải không? Chị phải không? Cái này chị còn ở chỗ cũ không? Chưa gọi cho cổ không có tiền mà không nói gì chị. Kêu báo ngoài không thấy con quà chứ. Hiểu rồi. Qua kêu chị qua hỏi coi hai vợ chồng em sao. Kêu chị qua luôn. Chị ơi, đã là làm ăn sao chị? Kêu chị qua ngồi luôn. À, ổn không chị? Chị đang ngồi hâm mộ em ơi. Hỏi thăm đó đi em. Thôi chắc cô làm đó, hôm qua mới nhắc đó. Dạ qua đây nói chuyện với làm chứ đi. Kìa có mua vàng mua gì nè. Kìa. Có cả. Ờ đúng rồi. Hỏi thằng Sinh nữa lên cái tay cho nguyên vàng giống luôn. Nguyên vàng giống luôn. Đó cái gì vậy? Cái nó làm gì vậy? Mà hả lấy gì vậy? Ok chưa mất. Ok ông trời cũng cảm động luôn rồi kìa. Trời mưa luôn. Trời phải đổ lệ nữa. Như vậy là hạnh phúc rồi, nhưng mà có cái chốt lại sau cùng là cu lợm cha nó không biết tạo ra cu lợm con nữa nè. Biết không? Biết không? Biết làm cô làm con không? Biết làm cho cô làm con. Biết không? Là làm cái mấy đứa. Làm sao? Không. Không. Không dằn mặt. Không dằn mặt ra uống không đâu nữa. Giờ không dằn mặt thôi được rồi. Được mua chữa cho vợ uống rồi được rồi. Trời ơi, uống cho ta. Vậy là không mua đó hả? Này là nó biết nói không hả? Không dằn mặt đi cho chữa uống có màu đó hả? Dạ. Giờ cứ từng sao nữa vô động phòng không thấy được rồi. Vậy hả? Cái tự hô hủy thì nói được, nhưng mà không có bòi bổ phải không? Dạ. Lít đầm đầm ăn đầm bổ mà được. Ít nữa hả? Cái ít là cái chính phải không? Nhiều cha. Ẩm bỡ. Nửa báo kìa. Kêu kênh cha anh ta hoài. Nhiều cha ẩm bỡ. Ủa, ta hỏi em gì em? Ừ, hỏi rồi. Kìa, cô làm hỏi kìa. Đi tên cha em không? Đúng rồi đó. Dạ, tình báo đó. Mà làm dễ ba năm mà chưa đâu được. Ủa, mấy anh ơi, chuyện này chừng nào mới chết nữa, mấy anh chừng nào mới chết. Vài tháng nữa, vài tháng còn nữa. Tháng còn có khoảng 12 tháng nữa mới chết. Dạ. Ừ, lâu quá hả? Đợi, cố gắng đợi không? Cố gắng đợi đi. Là đang chừng nằm gì đó. Vậy được, cố gắng đi, cố gắng lên hả? Cố gắng lên. Vậy là anh thấy thấy em chứ, bác tôi không có không? Đó, chụp hình đó. Chụp hình đó. Lấy tay xuống tiền. Lấy tay xuống. Tiền, lấy tay xuống, đừng cho cô chụp hình mà che. Trời lên con.
Cái trong cái clip này cũng nói nè, tại vì em bữa hổm có quay nè, nói cô tiên sao mà quay ưa có cái tình trạng bụm mặt. Sao con gái mà đi hay bụm mặt mình nó cũng kỳ. Thì cái vị khách đó bình luận, có ba cái bình luận lặng. Kêu tiên thì góp ý, kêu YouTube mình góp ý cho tiên là đừng có nên bụm mặt. Che mặt thì nữa, mình cũng là người con gái thôi, cũng bình thường vậy đó, rồi nói cho bớt cái ngại đó. Quay đó chụp hình với cô lại đây, hình kỷ niệm đi. Gái như mình có hoa vậy đó, mình lúc đang nở nè, phải cho người ta ngắm mới được. Cho ta chụp hình dưới nó đi. Chung gọn quá ngắm. Cho ta chụp hình dưới cô làm. Khoan để chụp hình bé Thiên trước đây, rồi đó cô làm. Đó, anh vô đó, vô kìa ba người kìa. Đó. Sắp vô. Sắp vô. Sắp vô luôn coi. Sắp vô. Rồi thôi, sẵn chào khán giả luôn cô Lạm ơi. Hẹn khán giả video tiếp theo gặp lại cô Lạm nha. Rồi. Nếu yêu thích thì tặng cho một like nha. Rồi, xin chào ạ.